Chào các bạn nhé. Hôm nay là nghỉ làm thì mình sẽ tiếp tục qua cửa hàng đồ cũ để mua đồ cho khách. Hôm nay thì mình sẽ vào hệ thống 2LD. Hệ thống 2LD mà mình hay vào mua đồ. Hôm nay thì họ đang tu sửa các bạn ạ. Họ đang tu sửa cái phần bên ngoài. Đấy, nhưng mà ở bên trong thì họ vẫn hoạt động bình thường thôi. Thì giờ mình sẽ vào cửa hàng mình tìm mua đồ cho khách và mình sẽ quay cho mọi người xem một chút xem là ở bên trong cửa hàng có những món đồ gì mà họ đang bán mà mình có thể là mua và gửi về được mọi người nhé. Đây mọi người, hôm nay ở Nhật Bản thì trời mưa to quá, mưa từ sáng đến giờ luôn. Ở bên ngoài cửa hàng họ đang bắt giáo, dàn giáo để họ tu sửa này. Cho mọi người xem này. Đây, họ rất là cẩn thận, họ đã bắt dàn giáo, sau đó thì họ sẽ chăng các cái tấm lưới, tấm bạt kìa, để cho nó đỡ bị bụi bẩn bay ra ngoài các bạn. Đấy. Đây là những cái món đồ, ví dụ như là tai nghe Bluetooth này, loa Bluetooth này. Đây, rất nhiều các cái mẫu khác nhau, mọi người có thể xem và tham khảo một số mẫu này. Mình quay đây. Những cái loa nhỏ này cũng không biết là nghe có hay không, mình cũng chưa từng trải nghiệm. Nó chỉ khoảng có 3-4 ngàn yên thôi, khoảng dưới 1 triệu đồng các bạn ạ. Đây, còn những cái chiếc tai nghe Beats này rất là đẹp và to này, nó cũng chỉ khoảng là 3-4 ngàn yên này. Chiếc Beats màu đỏ kia cũng 7 ngàn yên này, hơn 1 triệu một chút thôi. Dưới này là máy sấy và các cái đồ và làm nghề này. Chiếc này là chiếc khoan pin TD134, giá cũng khá là cao, khoảng 4 triệu. Đây thì mình cho em một chút về những cái đồ làm bếp này, cho mọi người cùng tham khảo một chút về những cái đồ bếp, đồ điện gia dụng ở bên cửa hàng đồ cũ đây nhá. Đây thì mình sẽ quay bên này trước. Đây ví dụ là những cái mẫu mà lò vi sóng này, rồi lò lướng này. Đấy, nếu mà chúng ta mua bên này thì giá cũng rất là rẻ thôi. Ví dụ những cái chiếc này thì nó là hàng cao cấp rồi. Nó là hàng cao cấp, rất nhiều các cái chức năng này. Chắc chắn là mình sẽ không sử dụng hết được các cái chức năng của nó. Mà còn rất là đẹp và mới này. Chiếc này thì giá hơi cao, khoảng gần 5 triệu. Chiếc này cũng vậy này, các cái chức năng của nó này còn đến tận 70 mấy chức năng này, thì làm sao mà sử dụng hết được. Còn đâu những cái mẫu mà bình thường giá rẻ thế này các bạn ơi, mua về mà nhà dùng này, đấy, có khoảng 10-12 chức năng này. Đấy, ở bên trong thì rất là đẹp luôn. Những cái đồ này thì ở Nhật Bản rất là nhiều, giá hợp lý này, khoảng 2 triệu, hơn 2 triệu một chút, chưa phí vận chuyển nhé. Đấy, chiếc này chỉ có khoảng là chưa đến 2 triệu đồng. Nhìn ở trong rất là đẹp các bạn ạ, ở bên trong này. Đấy, những cái đồ này mà ở Việt Nam thì thôi rồi, giá tiền, nhưng bên này thì họ rất là rẻ, họ bán rất là rẻ. Chiếc này cũng vậy này, có giá khoảng hơn triệu, gần 2 triệu thôi. Ở bên trong rất là đẹp và mới này. Đây, mình quay cho mọi người xem một chút. Trên này những cái mẫu nồi lướng này. Chiếc này thì họ ghi là hàng đã sử dụng, hàng đã sử dụng mà có bị chảy xước một chút này, thì giá nó rẻ hơn, chưa đến 1 triệu đồng, 700-800 nghìn, năm 2014. Nhìn mấy còn đẹp chán. Những cái mẫu này thì về mình có mà dùng thoải mái các bạn ạ. Hãng của Sharp này, nhà mình dùng một chiếc mà đến cả gần chục lắp rồi vẫn chưa hỏng. Tiếp theo đây là những cái mẫu lò lướng này, máy làm bánh, làm bánh rồi làm pizza. Đây, những cái mẫu này nó chỉ có khoảng 4-5 ngàn yên thôi. Ví dụ mà mình mà làm bánh hoặc là cho ít thịt vào lướng chắc cũng không sao. Thế hôm trước các bác mà hỏi mình những cái đầu về ví dụ như ấm nước này, rồi đồ bếp này, máy xay sinh tố rất là nhiều. Thì mình sẽ quay từ từ một chút cho mọi người cùng
xem và tham khảo những cái mẫu mà đang có ở đây. Chiếc này là chiếc có phải là máy pha cà phê không các bạn? Tên của nó đây mọi người, TS101L này. Hầu như những cái mẫu này thì nó là hàng made in China, mọi người tham khảo nhé. Nó là hàng made in China. Chiếc ấm nước này, ấm nước này là ấm nước siêu tốc à. Chiếc này cũng có giá là 1 triệu đồng thôi, chưa phí vận chuyển này. Nói chung là cũng là hàng made in China rồi mọi người ạ. Chiếc này thì mình có thể là điều chỉnh được nhiệt độ này, họ ghi là có thể là điều chỉnh được nhiệt độ tăng hoặc giảm này, khả năng là nước siêu tốc hoặc là ấm nước giữ nhiệt này, nhìn rất là hay các bạn ạ. Chiếc này thì mua về nhà dùng rất là hay này, màu trắng rất là đẹp, giá là 1 triệu đồng chưa phí vận chuyển, nhẹ lắm các bạn ạ, khoảng 1-2 cân thôi. Tiếp theo chiếc này là chiếc gì đây, khả năng là cái này là cái lọc, cái này là cái lọc các bạn ạ, lọc nước. Nhiều món đồ rất là hay mà mình chưa gặp bao giờ cơ. Cái này là cái gì đây, thái thịt à? Bác nào hay ăn thịt nướng thì mua về thái thịt này cho nó giống phong cách ở nhà hàng. Đây, tiện tiếp theo thì mình sẽ quay luôn một chút ở dưới này, những cái hàng ở dưới này. Chiếc này không biết nó là hàng gì, họ ghi là hàng chưa sử dụng này. Đây, thường thì người ta bảo là mình cứ vào Google mình tìm cái tên sản phẩm này thì nó sẽ ra thông tin về cái sản phẩm này. Chiếc này nữa này các bạn, chiếc này là chiếc làm khả năng là chiếc làm sữa chua này. Máy làm sữa chua. Đây, tiếp theo thì mình quay luôn cái chiếc ấm siêu tốc này. Hôm trước có khách hỏi mình ấm siêu tốc này. Ấm siêu tốc của Nhật Bản đây, 1.8 lít này. Giá có hơn 2.000 yên thôi. Nhưng cái mẫu này thì nó là hàng made in China rồi. Chiếc này mà về Việt Nam là phải mua cái bộ đổi nguồn này, bởi vì là họ ghi là chỉ sử dụng ở Nhật Bản và điện của nó là điện 100V này. Đấy, về Việt Nam nhưng mà muốn dùng là phải sử dụng thêm cái bộ đổi nguồn nữa. Giá có 400.000 rồi. Tiếp theo cái chiếc pha cà phê này, máy pha cà phê này cũng rất là đẹp này. Để mình xem chiếc này có dùng được ở bên Việt Nam hay không. Chiếc này thì họ cũng ghi có 100V thôi. Hàng mới luôn. Đây, tiếp theo thì mình quay một chút về các cái mẫu máy xay này. Cái mẫu máy xay rất là tiện các bạn này. Nó chỉ thế này thôi. Đấy, nó chỉ thế này thôi. Cho đồ vào, mình cắm cái đầu này vào và ấn nút là nó sẽ chạy thôi. Chiếc này chiếc của Panasonic này. Cái bộ ở trong này còn có nguyên cả hộp này. Đây, còn những cái mẫu này là các cái máy bào đá các bạn ạ, máy bào đá. Máy bào đá đây, mọi người xem chiếc nào thì có thể là nhắn tin cho mình. Máy bào đá giá khoảng 1.600, 1.700 này. Ở đây mình thấy có cái cốc này, cốc USB này. Cốc giữ nhiệt bằng USB đây.
các bác làm văn phòng mua về dùng này, hai chiếc luôn. Cốc giữ nhiệt bằng USB cắm qua máy đính. Đây, giá nó chỉ khoảng là 300.000 thôi. Ok mọi người, thì mình sẽ quay thêm một chút về những cái mẫu bếp này. Bếp rồi, rồi cơm điện này, các cái lồi nướng này. Đây, lồi nướng này. Những cái mẫu này thì nó chỉ khoảng 700-800 thôi, chưa phí vận chuyển. Về đến Việt Nam là khoảng triệu, hơn triệu một chút. Mở cơm điện rồi lồi chiên không dầu này. À đây, cho mọi người xem cái lồi chiên không dầu này xem nào. Yeah, nhìn rất là đẹp này các bạn. Lồi chiên không dầu này, lồi này có hơn 2.000 yên này, sao rẻ đấy nhỉ. Cái lồi này có 500.000 thôi. Mà nhìn xung quanh rất là mới này. 500.000. Cái lồi này thì cũng có giá là khoảng 500. Nhưng mà không biết là sao mà nó kẹp rồi, bị kẹt rồi. À không, bị kẹt thì sao lại không đóng vào được. Đây là những mẫu lồi cơm điện rồi áp suất này. Những cái đồ này thì đó là hàng made in China là nhiều. Mọi người thích xem chiếc nào thì có thể nhắn cho mình. Đây, lồi cơm điện rồi lồi áp suất rất là nhiều luôn mọi người ạ. Lồi hầm. Ngày hôm trước thì mình mới mua cái chiếc lồi hầm thế này. Đây, nồi hầm rồi nó cũng biết rất là nhiều luôn. Những cái dòng ví dụ như là chục triệu thế này. Đây, những cái dòng khoảng chục triệu thế này thì nó là hàng made in Japan. Chiếc này khoảng 3 triệu này cũng là hàng made in Japan này. Còn những cái mẫu mà ví dụ như là khoảng 2 triệu này, rồi đến 2 triệu rưỡi thế này thì nó là hàng made in China mọi người ạ. Cửa hàng này thì mình thấy toàn những các cái lồi cơm điện mới thôi. Còn những cái mẫu cũ thì mình không thấy họ bày bán. Các cái hàng cũ ấy thì nó là hàng made in Japan là nhiều. Còn hiện tại bây giờ thì đa số những cái mẫu hàng mới này nó là hàng của made in China. Sản xuất ở bên đấy thì nó sẽ rẻ hơn. Robot này, robot hút bụi này, hôm trước có khách hỏi. Ở đây có mấy cái đồ làm nghề này. Cái máy phụt nước, xịt nước này. Để mình xem mấy cái khoan pin này xem nào. Chiếc này là chiếc gì đây? Chiếc này là Panasonic EZ7410. Chiếc này có cả pin luôn các bạn ạ. À, có 2 pin này, 1 sạc. Xịn xò ghê, 2 pin 1 sạc. Họ đang cất ở trong tủ. Mình mà mua thì họ sẽ mang ra. Không biết là nặng bao nhiêu, nhưng mà chiếc này giá bán của nó là khoảng 1.8 triệu thôi. 1.8 triệu. Chiếc này xem nào. Chiếc này thì có phải là khoan pin không? Chiếc này có 700.000 thôi. Tiếp theo cái chiếc Makita này đẹp này. Chiếc Makita này xem nào. TD138. Cũng có 2 pin luôn. Pin 14.4 thôi. TD138 này. Chiếc này giá cao này. Chiếc này là khoảng 3 triệu đồng. Chiếc Makita này có giá là 2 triệu.
M655D. Để mọi người mà muốn mua những cái đồ rẻ rẻ, cái hàng rẻ rẻ về để dùng trong nhà không thì mua những cái mẫu thế này cũng được này. Mình thấy nó cũng hợp lý này, có hơn 3.000 yên mà có nguyên cả bộ luôn. Đấy, cả dây điện này rồi, cả mũi khoan này rồi, mũi vít này. Đấy, giá có hơn 3.000 yên. Đấy, tiếp theo thì mình quay một chút về những cái mẫu iRobot này. Xem con này nào. Chiếc này một man này. Đấy, chiếc này một man là khoảng 2 triệu này. Thì mình sẽ quay cái tên của nó thôi mọi người nhé. Còn mọi người muốn xem thì có thể là lên mạng và tìm thông tin ở trên mạng thì nó sẽ có thôi. Cái này khả năng là cái vỏ. Tiếp theo, chiếc này khá là đắt này. Chiếc này là giá là khoảng 7.500.000. 7.500.000 chiếc này mọi người nhá. Đây, tiếp theo chiếc này thì xem nào. Chiếc này thì giá bán của nó chỉ khoảng 1.500.000 thôi mọi người nhé. 1.500.000 cái chiếc này giá bán này. Chiếc này rẻ này, chiếc này có 800.000 thôi. Chiếc này là khoảng 4 triệu này. Đây, nói chung là đây thì họ cũng có nhiều các cái mẫu iRobot này. Mọi người thích chiếc nào thì có thể là nhắn cho mình nhá. Chiếc này thì nó là 700-800.000 thôi. Thật ra thì những cái mẫu này nó là hàng made in China là nhiều thôi. Còn bên Nhật Bản chắc là mình nghĩ họ cũng không sản xuất những cái đầu iRobot này đâu các bạn ạ. Chiếc này có mấy trăm ngàn đây này. Chiếc này nhỏ nhỏ con này rất là đẹp này. Những cái mẫu này thì nó là dưới 1 triệu đồng này. Cái này cũng vậy này. Cái này thì khoảng 1 triệu đồng này. Màu trắng rất là đẹp. Đây cũng là iRobot luôn này. Chiếc này còn hình tròn tròn vuông vuông. Đây, tiếp theo chúng ta sang bến gian hàng bán máy lọc không khí này, điều hòa, máy tạo ẩm, máy tạo xương mọi người nhá. Cái mẫu mà máy lọc không khí này rất là to này, mọi người mà muốn mua những cái chiếc giá khoảng bao nhiêu tiền thì nhắn cho mình. Những cái mẫu này thì giá nó khoảng 1 triệu đồng này mọi người ạ. Năm 2016 chưa phí vận chuyển này. Những cái chiếc này thì nó lặng ấy, gửi về cũng khá là tốn kém. Tiền vận chuyển còn cao hơn cả tiền hàng. Chiếc này năm 2014 này, 800.000 thôi. Đấy các bạn ạ. Chiếc này là năm 2020. Cũng có giá là khoảng 1 triệu 2 thôi này. Đấy, tất cả đây thì họ đã ghi hết thông tin ở đây rồi. Mọi người có thể là mình quay thế này rồi mọi người lên mạng mọi người tìm các cái thông tin tên sản phẩm này nó sẽ ra thôi.
chiếc này là 800.000 này. Chiếc sáp này rẻ này, có 500.000 này. Chiếc này là khoảng 1.800.000 này. Chiếc này đẹp mọi người. Nhưng mọi người nha, mình sẽ quay xa xa một chút. Đây. Đây, hôm trước thì mình đã mua cho khách một số cái máy phun xương này, máy phun xương rồi máy lọc không khí này. Đây còn mấy chiếc đây thì mình sẽ quay thêm một chút. Máy phun xương, máy lọc không khí này. Đây, những cái mẫu này khá là hay này, có vài trăm yên thôi. Đấy, về chúng ta đổ nước vào và cắm điện lên thôi thì nó sẽ phun được xương ra. Dùng trong phòng ngủ, phòng khách nhỏ nhỏ thôi. Các cái mẫu này thì nó dùng ở trên ô tô này, dùng trong ô tô nhỏ nhỏ ngắn gọn này. Chiếc này đẹp này, chiếc này có 600.000 thôi. Chiếc màu xanh lá cây khá là đẹp này, 600.000. Chiếc này thì là 350.000. Chiếc này thì có giá là 400.000. Chiếc này có giá là khoảng 300.000 này. Rất là đẹp luôn. Hai chiếc này. Đây, trên này có một vài chiếc nữa, mình sẽ quay lốt một chút. Đây mọi người nha, mọi người thích chiếc nào thì có thể là khoanh tròn lại và gửi cho mình. Đây, lâu lâu rồi mình cũng quay về một số mẫu đồng hồ cũ ở cửa hàng đồ cũ này. Thì hôm nay mình quay một chút cho mọi người cùng xem và tham khảo nhé. Đây, mọi người thích chiếc nào thì có thể là nhắn cho mình. Thì trên này là những cái mẫu của Casio này, rồi G-Shock này, rất là nhiều này. Đây có chiếc Seiko hàng cơ này các bạn, Seiko Automatic này, chiếc này có nguyên cả hộp luôn. Chiếc bên này Chronograph này thì giống chiếc mình đang đeo rồi. Chiếc này thì có giá là khoảng gần 4 triệu này. Chiếc bên này là khoảng 3 triệu. Đây còn chiếc G-Shock màu đen này thì có giá là khoảng 1.5 triệu thôi. Nhìn rất là đẹp và hầm hố này, dây nhựa. Tiếp theo thì mình quay xuống hàng thứ hai này. Ở bên trong thì có chiếc Paul Smith khá là đẹp này. Chiếc Paul Smith này. Còn bên này là chiếc gì đây? Đây, những cái mẫu này thì mọi người có thể xem và tham khảo nhé. Đây, những cái mẫu này thì mọi người có thể xem và tham khảo nha. Thích chiếc nào thì nhắn cho mình. Chiếc Adidas này cũng chỉ khoảng hơn 1 triệu này. Ở dưới này có chiếc Tommy này cũng đẹp này. Chiếc Tommy này thì cũng có giá là khoảng hơn 1 triệu này. Techimeter. Chiếc CK kia cũng đẹp kìa các bạn. Nhìn rất là mới này. Đây, những cái mẫu này thì mọi người có thể xem và tham khảo. Đây có cái chiếc Sora này. Chiếc này là chiếc đồng hồ năng lượng này, giá là khoảng 2 triệu. Chiếc bên cạnh này cũng khoảng 2 triệu này. Chiếc màu vàng này mặt rất là to này, khoảng 1.5 triệu thôi. Chiếc Casio này,
màu đen. Ở dưới này thì nó là đồng hồ nữ rồi. セカンドストリートオンラインストアにてお買い求めください。セールの詳細につきましては、店内のページ物、またはセカンドストリートのウェブサイトをご覧いただくか、お近くのスタッフまでお問い合わせください。